Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này gấp claim một top cần MFT Zozo nha các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần copy phần link dưới mô tả dưới video của mình, sau đó các bạn mở địa chỉ chụp lát trong ra nè. Các bạn chọn một dòng lát nè. Các bạn dán vô đây nè. Thì chương trình này gấp claim này nó sẽ end 20.000 người nha các bạn. Hiện tại khi dán vào các bạn bấm connect wallet nè. Chụp wallet nè. Rồi, thì chương trình AGAP này nó sẽ 20.000 người thì nó sẽ hết chương trình AGAP claim các bạn. Rồi, các bạn chỉ bấm vào claim nè. Sorry các bạn. Các bạn cần phải follow John vào kênh group nè. Các bạn join vào kênh group kênh Chiller nữa nghe các bạn. Các bạn join trên group nó trên tài Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like, các bạn chia sẻ cho tài Twitter đang 3 người bạn mình vào nghe các bạn. Rồi bạn tài Twitter lên nè. Rồi các bạn bấm vào submit nè. Các bạn điền là username tài Twitter của các bạn đã follow ai group nè các bạn. Còn winvnn9 các bạn mới claim được các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username các bạn đã join vào ai group nè các bạn. Link thì mô để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn nè. Rồi. Rồi các bạn bấm vào confirm nha bạn. Subscribe view. Đâu ta? Sau nha các bạn chỉ làm gì thôi, sau này tôi cần nó đang xem xét các bạn. Thì sau này tôi cần nó sẽ phân phối sao cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.